Đấy đấy, chỉ cần bất cần một. Chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 7 Rayon và tiếp tục là bài Progress Check của bài số 5 ở trang 92. Ở trang 92 này, chọn đáp án đúng, lựa chọn đúng này, chúng tôi đi đi đâu? Ở trên sông thì các bạn phải chọn là cruise. Đi du ngoạn trên sông đó. Câu số 2, chuyến đi bằng thuyền á thì gọi là chúng ta gọi là sailing. Lên buồm đó. Dòng buồm ha. Câu số 3, chúng tôi bị bỏ lỡ mất chiếc xe buýt cuối cùng để về nhà. Bỏ lỡ là chúng ta sẽ từ miss, còn từ lost là lạc đường. Câu số 4, anh ta giữ tiền, cất tiền ở đâu? Ở trong bank ngân hàng. Câu số 5, bạn có nhìn thấy tất cả các du khách bây giờ chúng ta có từ tourist rồi, chúng ta kết hợp với từ attraction gọi là địa điểm tham quan du lịch, tourist attraction. Đấy, câu số 1 là cruise, câu số 2 là sailing, câu số 3 là mist, câu số 4 là bank, câu số 5 là attractions. Sang bài số 2, chúng ta có từ wall là bảo vệ, stadium sân vận động, mausoleum là lăng mộ, tomb là cái lăng mộ, còn mausoleum lăng tẩm, statue là tượng, the Taj Mahal là một cái mausoleum, một cái lăng tẩm Ấn Độ. Câu số 2, có rất nhiều tượng ở trong bảo tàng, statue. Câu số 3, kim tự tháp Giza Ai Cập là mộ của Pharaoh, cái từ tomb là lăng mộ to, bảo tháp, cái stupa là cái bảo tháp ở cái tháp ở chùa Trấn Quốc có 6 cái cổng và cái hình ảnh tựa Phật đó trấn giữ cổng nha, trấn giữ bảo vệ, cái từ ward. Câu số 5, cái Colosseum là một cái sân vận động cổ xưa ở Italia. Vậy số 1 là mausoleum, số 2 là statue, số 3 là tomb, số 4 là ward, số 5 là stadium. Đó là cái phần từ vựng.